Danh mến chào cô chú anh chị các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại trong video mới của Danh hôm nay. Và hôm nay Danh đang có mặt tại chùa Trong Thọp thuộc ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Và hôm nay Danh được biết trước khi diễn ra lễ hội kết giới Xí Ma sẽ có một cái lễ hội, đó là cúng tổ chằn, tức là cúng tổ giặt ròm. Thì hôm nay Danh sẽ vô bên trong và ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn. Thì mình sẽ vô bên trong và xem trước khi đem chai da múa chằn ra diễn ngày lễ kết giới Xí Ma sẽ được cúng tổ chằn như thế nào. Thì mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong nha. Và đây chính là đội múa chay giam, một lát nữa sẽ biểu diễn nha. Chào qua, chào qua. Bây giờ Danh sẽ đi theo đội múa để xem màn biểu diễn nha. Qua đây hình như có vẻ cúng tổ rồi xong mới biểu diễn nha cô chú anh chị và các bạn. Đang thắp nhang cũng như cúng tổ rồi xong cái biểu diễn nha. Đó. Thank you.
sau khi cúng tổ xong thì đội múa chuẩn bị tiếp đón khách cô chú anh chị và các bạn. Đó là đông bà con qua để xem đội múa đang biểu diễn và tiếp đón khách. Đông vui nha cô chú anh chị và bạn. Và bây giờ đang đây ở phía trước không biết làm gì đây, có thể diễu hành không ta? Để anh coi phải đi diễu hành không nha. Và đêm nay rất là náo nhiệt luôn nha cô chú anh chị và các bạn, có cả nhảy chàng và chai giam tiếp đón bà con lại để tham gia buổi lễ Tết Chế Xi Ma này. Thì ngày mai mới là ngày chính, là ngày cắt băng khánh thành nha cô chú anh chị và các bạn. Thì đêm nay là đêm 6 tháng 4 năm 2023. Ở đây mọi người đang đi vô rất là đông nha. Rồi hai ông chàng mới đây.